hai đứa không biết là bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm gì không? Em không biết. Con không biết. Đoán xem. Phỏng vấn. Phỏng vấn. Cái này là iPad mà. Phần trình diễn cũ. Đâu vậy? Nhìn đâu vậy? Mặt ngủ vậy. Khá là ngủ. Đẹp nha, đẹp quá. Cơ mà cái bài này là cái bài đỡ mất sức ấy. Mặc dù phải bê nhiều nhưng mà đỡ mất sức hơn cái bài bài này. Vẫn còn đeo cái băng tay đỏ này. Anh không nhớ là éo ôi hờ rốn kìa bạn ấy. Hờ rốn rồi kìa. Tua xẻo. Nhưng mà cái này công nhận xinh anh à. Đẹp nhỉ. Cái này như của cái sàn rồi ấy. Ừ. Chả cao đấy. Đây xem cái cuối mới gọi là hay. Không phải bất ngờ. Đây để xem. Để coi. Quả này trượt. Quả này trượt đấy, tí ngã. Lấy chân ra mồ hôi. Ôi nhìn bây giờ mình thốt tim ý. Em ok. Nhìn ở nhà chả thật mình gì cả. Sau khi xem lại cái clip này thì con cảm giác là con rất là nhớ cái khoảnh khắc đấy là lúc mà mình tập luyện. Trong clip vừa rồi thì anh Đức thấy rằng là bộ trang phục của Giang Nhi có đẹp không? Và con thấy em Giang Nhi trông như thế nào? Bộ tổn thọ. Bộ của em thì rất là đẹp và nhìn trông giống như chị Hằng, thiếu chút cái mặt trăng tròn tròn thôi là giống chị Hằng. Xin chào, chúng tôi là One Support The Charm đến từ Việt Nam và cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục của chúng tôi. Wait, before you go, there is more. Subscribe now and check it all out.